Excuse me, no. Sorry. Đội tuyển đang tiến ra ngoài khỏi sân bay Dubai. Ai quay bên ngoài lại? Đây là phóng viên của Đài của Liên đoàn đá Việt Nam nha mọi người. Quay đi quay lại. Đội tuyển đã ra bắt đầu rời khỏi sân bay Dubai rồi. Hoàng ơi Hoàng. Đây.
đứng nhau giữa kia. Thank you.